Hơn 190 tỷ đồng làm lợi từ các sáng kiến của công nhân viên chức lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khi tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Đây là kết quả được nêu ra tại hội nghị sơ kết giai đoạn 1 chương trình 1 triệu sáng kiến do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Chương trình 1 triệu sáng kiến được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động từ ngày 30 tháng 12 năm 2021 đã và đang thu hút đông đảo sự quan tâm của các đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng phát động giai đoạn 1, Liên đoàn Lao động tỉnh nhận được 3.560 sáng kiến. Giai đoạn 2, 6 tháng cuối năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh đặt mục tiêu có hơn 10.200 sáng kiến tham gia chương trình. Trong đó, các cấp công đoàn tập trung vận động công đoàn cơ sở, nhất là công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Nhân dịp sơ kết giai đoạn 1, chương trình 1 triệu sáng kiến, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 13 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 1 chương trình.